Dạ, Quyên xin kính chào toàn thể quý ông bà cô chú anh chị đang xem video của Thanh Nguyên nha. Dạ, quý ông bà cô chú anh chị ơi, thì hiện tại là Quyên Nguyên đang có mặt tại quán ăn của cô Anh cũng như là quán cà phê luôn thôi cô chú anh chị. Dạ, thì các cô FC, nói chung thì cộng đoàn FC là đang tập trung ở bên trong để ăn rồi cô chú anh chị. Thì bây giờ Nguyên sẽ tiến vào bên trong quay không gian quán cũng như là quay các cô cho cô chú anh chị mình cùng xem nha. Dạ, ok, xin mời cô chú anh chị hướng vào màn hình để xem nha. Dạ, thì trước tiên là cô chú anh chị mình thấy là quán tên là Ruby đúng không ạ? Đây là quán của cô Anh ha. Đấy. Không gian quán thiết kế rất là sang trọng cũng như là view rất là đẹp thôi cô chú anh chị. Ôi ôi, mới vô thôi là mình thấy đã có một cái không khí gọi là Noel và Tết đấy cô chú anh chị. Đây thì cô cũng có sắp xếp là bàn cho đoàn FC mình ghé nè cô chú anh chị. Đấy thì rồi các cô ghé đây thì tập trung vào bàn hết rồi. Đấy. Rồi các bạn nhân viên thì đang lên món ha. Đấy, cô chú anh chị mình thấy đẹp không ạ? Trong đó cũng có ngoại nữa nè. Đó, ngoại cũng có đi show nữa ha cô chú anh chị. Dạ, đây là không gian ở phía sau nè cô chú anh chị. Không gian phía sau đẹp lắm nha. Đấy, quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Đây là đoàn FC của Đồng Nai nha cô chú anh chị. Hello. Hello các cô nha. Đoàn FC Đồng Nai lộn xộn hả? Thôi Huy chụp lại là FC Hồ Văn Cường đi cho dễ ha. Đấy, thì mấy anh chị đầu bếp là đang lên món ha. Đây là không gian ở phía sau rồi cô chú anh chị. Trời ơi, không gian ở phía sau Nguyên đi một lượt ra phía sau xong Nguyên review từ từ lên nha. Đấy, không gian quán rất là đẹp cô chú anh chị. Ôi ôi, đúng kiểu vô đây check in là đúng đỉnh luôn á. Có khu vui chơi nữa cho các bạn trẻ nè. Rồi đây là mấy cái chòi để quán cà phê ha. Chỗ này có lo hát luôn kìa cô chú anh chị. Nói chung là rất là chill. Đấy. Đấy. Rất là chill cô chú anh chị. Ở góc bên đây là toilet ha. Còn mấy bên đây thì dường như là bên cô là đang thiết kế lên đó cô chú anh chị, chưa làm xong ha. Đấy. Cô mì không gian quán với cái góc độ là thiết kế rất là đẹp cô chú anh chị. Còn đây là cô Hương Chanel. Muốn ăn yến là gặp cô Hương Chanel là hơi gặp bánh mì. Ăn yến mà xỉu luôn. Dạ. Đây, không khí Noel này vừa rồi nè cô chú anh chị, cái được trang trí rất là đẹp. Đây thì nguyên dạng bông luôn ha, đẹp lắm. Ok, mình sẽ review dài dài vô ha. Thì có khu vui chơi nhỏ để cho các bé chơi này. Đây là lên mâm chai hả cô? 8 mâm chai. Dạ. Wow, nhìn hấp dẫn thế. Ôi ôi, có món cà yêu thích của Quýnh Nguyên kìa. Rồi ơi. Cái này cái chai của Cường là thương. Dạ. Chai á. Mới thấy cô Anh rồi đó. Cô Anh kìa. Đấy. Nguyên sẽ lên coi cái mâm mặn của các cô coi. Ngon lắm. Hello các cô, dạ. Dạ. Cái mâm mặn hình như chưa lên hết phải không ta? Chưa lên mặn chân cơ. Dạ, con ăn nào cũng được hết cô. Con dễ lắm. Dạ. Dạ. Đấy, cô xin chào cô Anh. Xin chào cô. Dạ. Đây cô Anh nha cô chú anh chị.
Thì hai ghế này có người rồi hả? Con thấy cái không gian ở phía trước với góc độ thiết kế đẹp quá cô. À, ở trên này hả? Dạ. Mình cũng chưa làm hoàn thiện luôn á. Dạ. Chưa làm hoàn thiện luôn á, bởi vì là thực ra mà nói là cái cho mượn mít con cắm vô đây. Dạ, cô cứ nói đi cô. Cái cà phê này là mình mới mở cách đây mới có mấy tháng. À, đây là chuyên về cà phê hay có ăn uống gì không? Chuyên về cà phê thôi, chỉ có FC mình mới đưa về cho về ăn đây thôi. À, vậy là hôm nay là riêng về FC là hỗ trợ về cái phần ăn. Dạ, chỉ có FC là mình mới đưa về đây thôi, chứ còn không nữa là không ăn ở đây. Ở đây không có làm quán ăn. Dạ. Là cái ý tưởng mà lên thiết kế view như thế này là ý tưởng của cô đúng không? Đúng rồi. Dạ. Wow, con thấy mới đi vô thôi là đã thấy bắt mắt đẹp rồi. Dạ. Ở đây rộng tới 2 sao lên 2.000 mét vuông. Con thấy ở phía sau thì cũng chưa có làm hoàn thiện. Chưa. Nói chung là còn phía đằng sau đang còn làm. Dạ. Ít bữa nữa làm sẽ làm hôn phía sau. Ui giời ơi, tự nhiên vô thấy cái view của cô rất là thoải mái luôn, kiểu đi trang vô resort luôn trời. Ở đây đó đang còn làm á, đang còn vẫn đang làm từ từ chứ chưa làm xong. Dạ. Chưa làm hoàn thiện. Bên mình cũng đến đây, mình cũng có đôi lời chúc đến cô là làm ăn phát đạt, năm mới dồi dào sức khỏe. Dạ. Rồi, cảm ơn thật là nhiều nha. Dạ. Cảm ơn Nguyên nhiều lắm. Dạ dạ dạ. Rồi con cảm ơn cô nha. Rồi. Để cô có thời gian để giao lưu với các cô FC của chú anh chị. Nguyên thì đi phỏng vấn các cô FC một xíu. Ủa các cô bên xe máy? Xe số 2 hả? Xe số 2. Dạ. Các cô vô ngồi ăn đi cô. Hello. Rồi, bây giờ mình sẽ vô quay cái không gian quán cho cô chú anh chị mình xem ha. Đây là chưa thiết kế xong rồi cô chú anh chị. Đây. Mình mới vô là mình thấy được là cái góc độ. Ôi nó chiêu cái nào của chú anh chị. Đây chưa thiết kế xong nha, Nguyên nghĩ đây là thiết kế thôi là bao đẹp luôn. Đây nè. Đây là quầy pha chế hả cô chú anh chị. Chưa thiết kế xong nha. Wow. Ở đây là chuyên về cà phê hả cô chú anh chị. Thôi rồi, bộ xây xe hay gì mà ngồi cứng đơ hết trơn rồi. Cô đi mấy giờ? 12 giờ. Cô đi 12 giờ á? 12 giờ đêm mà tới 12 giờ đêm. Tới bệnh viện Thống Nhất là 3 sáng. Trời ơi, giờ bao xe lên trên đó. Dạ. Đây là người con FC ở Tây Ninh nè cô chú anh chị. Cô đi xe số 2 hả? Số 2. Dạ, nãy giờ con cũng xe xe túi bụi luôn. Chị đi xe số 9. Rồi đi xe số 9 luôn hả? Trời ơi. Hồi nãy thấy quá. Con giống rồi chứ con. Hồi nãy Quánh Nguyên thấy chị mà Quánh Nguyên đâu kêu được đâu. Sao vậy? Tại vì đang ngồi trên xe đâu kêu được. Em đi xe số 1. Dạ, số 1. Xe số 1. Con ngồi đi con. Đây, cái cô. Nguyên lên đẹp trai luôn thôi. Cái cô là đến ngồi ăn hả cô chú anh chị? Nhìn những cái phần ăn mà rất là hấp dẫn ha. Cái view này quá đẹp luôn. Cái view này quá đẹp luôn. Không, thực sự luôn là Nguyên khen cái view thiết kế này quá đẹp luôn của chú anh chị. Thấy cái mái che thôi là đã thấy ưng cái bụng luôn. Đó, quá trời luôn. Giờ cái cô đang ngồi ăn ha. Ok thì bây giờ ôi Nguyên cũng tranh thủ đi ăn ha cô chú anh chị. Bây giờ quay ngồi là đói bụng luôn á. Dạ. Dạ để con ngồi ăn. Rồi ok, thôi bây giờ Nguyên tạm dừng video tại đây. Hẹn với bà cô chú anh chị mình vào những cái video tiếp theo của Nguyên nha.
mình kết thúc video tại đây nha cô chú anh chị.